Chào các bạn, hôm nay Lộc sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái móc khóa hình trái tim như thế này. Những bạn mà mới tập móc hoặc là mới biết móc cũng có thể móc được trái tim móc khóa như thế này để tặng cho bạn bè, người thân của mình nha. Đây là những cái trái tim mà Lộc đã móc. Đây, mình đủ thứ màu luôn, mình có thể tận dụng được sợi thừa. Đây, nguyên liệu mình cần chuẩn bị đó là kim móc. Kim móc của mình sử dụng là kim một kim đầu 1.9 kim thường. Cây này rất là thông dụng và dễ mua ở những tiệm, những cửa hàng bán len sợi. Kéo cắt chỉ, kim khâu len. Đây là bông gòn bi. Rồi, cái đây là sợi, sợi mình dùng là sợi sợi dệt 20 ly, dệt ống. Các bạn cũng có thể sử dụng những chất liệu sợi khác, len sợi khác, miễn là mình dùng cái đầu kim nó phù hợp với lại cái cộng cái len sợi mà mình sử dụng để móc móc cái móc khóa trái tim này nha. Bây giờ mình bắt đầu đi vào phần hướng dẫn cho các bạn móc. Các bạn khởi tạo cho mình vòng tròn ma thuật. Đây, các bạn quấn qua, giữ nó lại, đưa ra, rồi lấy đầu kim móc vào, đưa cái cọng dây qua, lên một bính để chốt lại, móc vào vòng tròn ma thuật 5 mũi móc đơn. Một mũi móc đơn, 2, 3, 4, 5. Rồi các bạn kéo vòng tròn ma thuật lại. Tiếp tục các bạn móc cho mình nè. Vào cái mũi đầu tiên đây, 2 mũi móc đơn chung một chân. Rồi, các bạn sẽ móc tăng 2 mũi móc đơn chung một tăng, tăng 5 lần. Mình đã tăng xong được 5 lần là mình được 10 mũi. Tiếp theo hàng thứ ba mình sẽ móc một mũi móc đơn, một mũi tăng là 2 mũi đơn chung một chân. Một mũi móc đơn. Một mũi tăng. Rồi, mình đã tăng xong là 5 lần. 1x1V. Mình đi qua hàng thứ tư. Các bạn móc cho mình toàn bộ mũi móc đơn. Mình sẽ được 15 mũi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Rồi mình đã móc được 15 mũi móc đơn, các bạn kéo dài ra một chút xíu. Rồi, cắt sợi cho mình. Rồi, mình đã cắt xong nha. Bây giờ này, các bạn sẽ giấu luôn cái sợi này. Mình quay cái đầu, lấy cái đầu kim đầu nhỏ.
Đây, mình sẽ bỏ một cái mũi này. Mình bỏ mũi này. Bắt đầu mình đâm từ ở trong ra ngoài cái mũi kế bên. Đưa sợi xuống, kéo sợi qua. Rồi kéo, mình kéo cho nó sát sát lại một chút xíu. Mình sẽ tạo một cái mũi. Nó sẽ giống như một cái mũi bình thường mình móc luôn. Rồi bắt đầu mình đâm kim từ dưới nè. Đâm qua cái chân. Chân mũi này. Đây, mình chỉ đâm một chân thôi. Đây. Rồi bắt đầu mình quất cái sợi qua. Mình kéo nó vô trong. Đây. Đó, mình đã tạo được một cái mũi rồi nè. Rồi các bạn tiếp tục nẹp cái cọng sợi này lại. Từ cái ở ngoài mình đâm vô cái mũi mà mình vừa tạo á. Đây, mình đâm vô, kéo cái sợi ở trong ra ngoài. Tiếp tục mình sẽ từ ở trong. Đây, mình từ ở trong nha. Mình lại đâm ra, đâm ra ngoài cái mũi mà hồi nãy á, nhưng mà mình đâm đây. Đó. Rồi kéo nó vô trong lại. Đó, mình để hoàn thành xong là cái cách mà giấu sợi mà tạo mũi. Rồi mình xong một bên. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc một bên tiếp theo. Mình khởi tạo vòng tròn mê thuật. Móc vào vòng tròn mê thuật 5 mũi móc đơn. Năm, rút vòng tròn mê thuật lại. Bây giờ các bạn sẽ móc cái này, nó sẽ giống cái phần đầu chóp bên này. Mình đã móc được xong một cái nữa để giống như cái phần mà đầu tiên mình đã móc. Bây giờ cái thứ hai này mình sẽ không cắt sợi, mình móc luôn nha. Bây giờ mình bắt đầu nè, đưa kim nè từ trong đi ra ngoài nè. Đó, qua mũi chân kế bên. Đây, chân kế bên nè. Đó, mình đưa từ trong ra ngoài. Bắt đầu mình sẽ lấy cái phần này. Đó, mình kiếm cái chỗ cái mũi đây. Mình kiếm cái chỗ cái mũi mà mình vừa tạo á. Đó, mình nhìn kỹ mình mới thấy luôn á. Đây. Bắt đầu hai cái các bạn ép lại như vậy nè. Đây, hai cái ép lại. Rồi từ cái kia này, các bạn sẽ đâm qua cái phần hai mũi này. Hai mũi mình vừa tạo á, đây, đâm qua. Rồi, bắt đầu nè, các bạn sẽ kéo cái dây nè. Kéo cái dây, kéo qua. Kéo bằng một mũi chuột, mình sẽ nối nó, mình nối hai cái bằng một mũi chuột. Đây, rồi, lên một bính. Bắt đầu. Đây, mình sẽ tỉa nó ra làm hai bên như này. Cái chân này là cái chân mà mình nối nè. Đây. Cái chân này là cái chân mà mình nối. Bây giờ mình sẽ móc một mũi móc đơn vào cái chân kế bên đây.
Đây, một mũi. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. 11, 12, 13, 14. Rồi cái mũi thứ 15 là mình sẽ móc vào cái chân mà mình nối á. Đây, chỗ này nó có cái một cái đường mình nối sợi này. Mình sẽ móc mũi thứ 15 vào cái chân mà mình nối. Đây. Bên này mình được 15 mũi thì bên này mình cũng sẽ móc là 15 mũi. Tiếp theo. Đây cái chân mà mình nối nè, mình sẽ móc một mũi móc đơn vào cái chân mà mình nối đó. Đây, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, 10, 11, 12, 13, 14. Rồi mình đã được đúng 15 mũi nè. Nó sẽ qua bên phía bên này là 15 mũi. Đây, mình đã móc xong được phòng bên này là 15 mũi. Phòng bên này sẽ là 15 mũi. Là mình được 30 mũi. Bây giờ lên hàng tiếp theo này, các bạn móc cho mình nè. Đây, móc vào cái chân. Đây, một mũi, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, 13, 14. Mình móc một mũi giảm. Mình được 14 mũi, bắt đầu mình móc một mũi giảm nè. Mũi giảm. Đây. Chọc kim qua hai sợi, kéo lên, móc một mũi đơn là mình đã giảm được một mũi. Tiếp theo. Chân kế bên. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mũi móc đơn, tiếp tục mình móc một mũi giảm. Rồi mình dễ giảm được hai mũi ở hai cái cụm đầu này. Bây giờ mình bắt đầu mình vô mình giảm nè. Đây, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đánh dấu để các bạn biết được là cái phần nào đó là điểm kết thúc của cái hàng. Đây, cái lúc mà mình tạo vòng tròn mỹ thuật đó, sẽ có hai cái cọng dây này nè. Mình sẽ lấy một cái cọng, mình quạt nó qua, mình để cho nó lòi ra phía bên này. Đánh dấu đây là cái điểm cuối cùng của mình, điểm kết thúc và điểm cuối cùng. Bây giờ mình bắt đầu này, móc đây mũi kế bên, một mũi móc đơn đó, mình kéo cho nó dài dài đây, mình đánh dấu cái chỗ đó. Một mũi móc đơn, hai mũi móc đơn, ba mũi móc đơn, bốn mũi móc đơn, năm mũi móc đơn. Rồi mình đã móc được 5 mũi, bắt đầu mình móc một mũi giảm. Giảm một mũi. Tiếp tục móc 5 mũi rồi giảm. 1 2 3 4 5 mũi, bắt đầu giảm 1. 1 2 3 4 5, bắt đầu giảm 1,
Tiếp tục. 1 2 3 4 5. Bắt đầu giảm 1. Đây. Mình đã móc đủ nè, tới cái điểm này nè, cái điểm này mình đánh dấu đây nè là nó sẽ kết hàng hết được cái hàng nè. Đó, mình tới đây là mình biết được. Rồi mình vẫn để cứ để đó. Tiếp theo, mình sẽ móc 1 mũi móc đơn, 2 mũi móc đơn, 1 giảm. Tiếp tục móc 1 mũi móc đơn, 2 3 4 mũi móc đơn, 1 giảm. 1 2 3 4 mũi móc đơn, 1 giảm. Một, hai, ba, bốn mũi móc đơn, một giảm. Rồi mình sẽ còn lại hai mũi cuối cùng. Đây mình móc nè, một mũi đơn, hai mũi đơn. Rồi mình đến đây là mũi kết dòng của mình nè. Đó, cái mũi này là mũi đầu tiên và mũi đây là mũi cuối cùng. Cuối cùng của mình lại sẽ còn là hai mũi móc đơn. Đây là mình đã đủ là 4 4 x 1 e. Rồi các bạn đi tiếp theo cho mình nè, tiếp tục móc 1 x 1 e là một mũi giảm á. Tiếp tục móc chân kế bên 1 mũi x 2 mũi x, 1 giảm. 1 x 2 x, 1 giảm. 1 x 2 x, 1 giảm. 1 x 2 x, 1 giảm. Đây cuối cùng, cái mũi cuối cùng nè, cái này là mũi đầu tiên. Rồi mình còn một điểm mũi là mũi cuối cùng nữa, là mình móc thêm một mũi đơn nữa. Đó, mình nó re gần tới cái trái tim của mình rồi nè. Rồi tiếp theo các bạn móc cho mình là một mũi đơn, một giảm. Tiếp theo một đơn, một giảm. Một đơn, một giảm. Các bạn giảm cho đến khi nào hết được hết cái dòng. Rồi tiếp tục một đơn, một giảm. Một đơn, một giảm. Đó, mình đã gần xong được cái trái tim rồi nè. Đây, bây giờ mình bắt đầu, mình nhồi bông vào. Đây, mình lấy cho nó căng căng đây chút xíu để mình dễ nhồi bông. Rồi, bắt đầu các bạn lấy bông, bông nhồi. Rồi, các bạn nhồi vào. Sau khi mình đã nhồi căng được cái phần trái tim này rồi, nhồi bông vào cho nó căng rồi, tiếp tục mình bắt đầu móc nè. Các bạn móc cho mình hàng cuối cùng nè. Bắt đầu các bạn sẽ móc
mình giảm 5 lần. 1 2 3 4 5. Rồi kéo cho nó dài dài ra chút xíu. Rồi mình cắt sợi luôn. Rồi kéo dài ra chừng một khúc để mình chốt cái sợi nó lại. Đây, khi mà tới cái mũi cuối cùng đây nè, là ở đây nè. Đây, cái mũi đây là mũi đầu tiên nè, cái đây mũi cuối cùng là mình chốt sợi nè. Đó, cái điểm này mình đánh dấu, mình khỏi còn phải mất công mình lấy cái ghim đánh dấu á. Cái này mình đánh dấu như vậy luôn. Các bạn lấy kim khâu len, mình luồn vào, luồn sợi vào. Bây giờ mình sẽ chốt cái phần này lại. Khi mà mình móc nó sẽ có được cái phần này nè. Rồi bây giờ mình sẽ chốt nè. Đây, những cái mũi này nè, những cái mũi đó, nó có hai chân á. Bây giờ các bạn sẽ luồn, luồn một cái mũi ở ngoài thôi, cái chân mũi ở ngoài nè, đây nè. Đó, cái chân mũi ở ngoài. Đây, các bạn làm từng chân. Đây, mình móc cho nó đủ 5 vòng. 3 4 5. Rồi mình luồn đủ 5 bận nè. Rồi bắt đầu mình riết thiệt chặt lại. Đó, riết thiệt chặt lại. Mình đã ra được cái trái tim rồi nè. Bây giờ nè, mình sẽ luồn một mũi ở dưới đây, mình đâm vô, mình đâm xuyên lên cho cái kim này nó lên tới cái chỗ mà mình đánh dấu á. Này, kéo lên. Đó, kéo lên. Rồi các bạn sẽ lấy kéo cắt đi, cắt cái phần đó đi. Mình lấy cái thùng quẹt, mình quẹt, mình hơ nó. Rồi nó chốt lại rồi. Rồi mình đã hướng dẫn xong cách móc trái tim. Các bạn có thể làm trái tim để trang trí, hoặc là các bạn có thể làm gắn những cái móc khóa như thế này vào để làm quà lưu niệm, hoặc là móc khóa cho xe của mình, tặng cho bạn bè, người thân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hết video của mình. Nếu thấy hay, hãy like, subscribe kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn.